chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Bảy. Hôm nay thì Bảy quay con vịt các bạn ơi. Cách làm thì Bảy đã lúc trước Bảy đã có chia sẻ rồi. Để Bảy để cái đường link ở dưới, các bạn nào muốn xem cách làm thì các bạn vô đó xem nha các bạn. Còn bây giờ thì Bảy chỉ quay lúc nướng thôi. Thì giờ Bảy đã chuẩn bị xong hết rồi, cái lò thì Bảy đang làm cho nóng, cái lò cũng đã nóng rồi. Bây giờ Bảy bỏ vô Bảy nướng. Bảy nướng ở đây là 190 phút cho 45 phút đầu. Rồi giờ thì mình đợi thôi các bạn ơi. Giờ thì 45 phút đầu đã xong rồi các bạn. Bảy lấy ra Bảy chở bề con vịt lại. Ồ ồ các bạn nhìn thấy nè. Ú nu no nưỡng luôn. Giờ Bảy chở bề nó lại. Nóng lắm luôn đó các bạn. Lơ mơ là phỏng tay luôn. Bây giờ xong mình bỏ vô mình nướng tiếp. Mình nướng tiếp 45 phút. Này mình tăng nhiệt độ lên nha các bạn, mình tăng lên là 200 độ. Trong vòng 45 phút nữa là xong. Trong thời gian chờ đợi con vịt chín thì Bảy quay qua Bảy chọn dưa cải. Dưa cải này là Bảy trộn hồi Bảy muối nó thấm rồi các bạn, thì Bảy bỏ vô tủ lạnh, giờ khi nào mình ăn cái là mình lấy ra mình trộn. Cái lớn thì Bảy bán hết trơn rồi, còn cái nhỏ để Bảy để dành Bảy ăn. Các bạn thấy không? Đồ ngon để dành bán mà đồ dở thì để dành lại ăn. Để cho người ta khách người ta ăn đồ ngon các bạn ơi. Mình thì mình ăn không, cái này cũng vẫn ngon nha các bạn, nhưng mà nó hơi nhỏ thôi. Chứ nó cũng như vậy như nhau à. Ăn vịt quay thì mình không có thể thiếu dưa cải được các bạn ơi, cho nên Bảy lúc nào trong tủ Bảy cũng dự trữ dưa cải hết trơn á. Ăn mà thiếu dưa cải là mất ngon. Giờ mình sắc ra mình trộn. Thường thường là Bảy trộn sẵn để trong tủ nhưng mà hết rồi Bảy chưa có trộn. Bây giờ muốn ăn đột xuất nên nhớ ra là hết dưa cải bây giờ mới đi trộn. Cải sắc xong bây giờ mình quay qua mình bằm tỏi ớt. Xong rồi mình quay qua mình ớt tỏi đường tỏi ớt bỏ vô, bỏ đường vô, tại vì Bảy ớt biết thì Bảy quen các bạn ơi, Bảy nhắm chừng Bảy ớt không à. Xong rồi mình trộn gì đây, mình để cho nó thấm là xong rồi, mình trộn lên cho đều như vậy đây là xong rồi các bạn. Mình để đây cho thấm rồi con vịt đã chín rồi, mình quay qua mình coi con vịt. Con vịt đã chín thì Bảy lấy qua cho các bạn coi nè. Ồ ồ vàng quá chừng luôn. Nóng lắm các bạn ơi. Ồ. Bây giờ còn nóng lắm, Bảy để đây cho nguội xong rồi Bảy mới chặt ra. Bây giờ thì mâm đồ ăn Bảy cũng đã chuẩn bị xong. Thôi thì bây giờ Bảy mời các bạn cùng thưởng thức với Bảy nha. Vịt vịt quay ăn với xôi. Bảy đeo cái bao tay vô sẵn các bạn ơi. Bây giờ Bảy chan miếng nước này ăn với xôi. Cái nước này trong con vịt ga đó các bạn. Nước này là nước thần thánh nè. Bảy mời các bạn nè. Xôi nó dẻo. Dưa cải mới trộn các bạn nên cũng chưa có thấm hùng. Trộn trước 2-3 ngày Bảy quên hết dưa cải mà Bảy không hay. Giờ Bảy sẽ thử cái đùi. Ốp qua đêm vậy các bạn. Các bạn làm á, mình không gấp á, mình ốp như vậy nó thấm ngon, ngon vịt lắm các bạn ơi.
Nó thấm lắm bạn ơi, thấm mình chấm với thêm cái nước chấm này nữa. Ôi. Các bạn nào muốn vô coi cái cách úp vịt đó bạn, bảy có để dưới comment với các bạn vô các bạn coi thử dễ làm lắm. Các bạn cứ làm thử ăn đi. Bảy làm chả lụa bạn, bảy ngửi cái mùi thịt đó, biết bảy nghe bảy bảy sợ chứ, cái mùi vịt này á càng ngửi là càng ghiền đó các bạn. Bảy phơi cái da á các bạn, cái da mình nướng á nó giòn luôn vậy á, tại bảy để ra nãy giờ rồi. Chứ vừa mà vừa đem ra các bạn, cái da nó giòn nó khô lắm. Bao nhiêu này? Mấy đợt trước bé làm bé ăn với bánh mì, đợt này ăn với xôi ngon các bạn ơi. Xôi ngon quá. Cái nếp ở đây nó dẻo các bạn, nhưng mà nó không có thơm bằng cái nếp Việt Nam mình nha, nhưng mà nó dẻo lắm. Các bạn thấy người ta làm mochi á, cái mochi ngon dễ sợ luôn. Ai đi qua đây ăn mà mochi cũng ghiền hết trơn á. Em của bảy á, nó qua đây là nó ghiền các bạn, ghiền cái dango á, tại cái nếp nó dẻo lắm. Các bạn quay về đây ở nhà nữa các bạn ăn còn ngon hơn ở ngoài nữa các bạn. Không phải nói thiệt, tại vì mình quay về đây nè, cái con vịt của mình á nó ra mỡ hết trơn à, cho nên nó trong nó khô, con vịt nó không phải là nó khô gan nha, nó mỡ nó ra hết. Nói chung cũng không, vậy cũng không biết diễn tả sao nữa, các bạn cứ làm thử đi. Nói chung là bảy cũng không có giỏi ăn nói, các bạn ơi, nói chuyện cũng không có lưu loát, nhiều khi nói chuyện các bạn cũng khó hiểu, các bạn cũng thông cảm cho bảy. Tại vì không có cái tài ăn nói các bạn ơi, nó nghĩ sao thì nói vậy. Mình nấu đồ ăn đó các bạn, mới đầu mình không không có mê đâu, nhưng mà mình nấu vừa khẩu vị của mình ăn á, mình thích lắm, mình cuồng 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 theo vậy đó. Mình nấu mà vừa khẩu vị của mình ăn á, mình ăn mình thấy vừa miệng á, là mình cứ thích, mình cứ muốn nấu món này món kia hoài à. Cái dưa cải này bảy kêu anh chủ á trồng cho bảy đợt nữa đi. Để vừa hết đợt này xong mình muối có đợt khác ăn bạn ơi, nhiều khi ăn thịt kho tàu hay gì mà không có dưa chua là không ngon. Bảy mà kêu chồng cái gì ở ngoài gãy bạn, là anh chủ nói hết chỗ rồi, hết chỗ rồi.
Mấy nay trời ấm lên, các bạn bảy mới ra ngoài có cái vườn ở nhà bảy, ở nhà nè, ngoài sân nhà nè. Ôi bảy làm một buổi trời luôn, chuẩn bị trồng rau đầu mùa hè ăn. Bạn anh chủ á phái món mấy bánh mì lắm. Mấy đợt trước bảy đi bảy làm bánh mì thịt đó, đem theo ăn thích lắm. Năm nay để bảy làm gà này, ý vịt này đem theo ăn barbecue á bạn, mà bảy làm đồ ăn đem lại xong rồi thịt còn dư quá trời luôn. Tại bảy làm bảy đem lại nè, bánh mì thịt nè, rồi rau câu dừa nè, rồi bánh da lợn, mấy chị ăn quá trời luôn. Xong rồi hồi thịt còn y nguyên à, ăn còn chừa lại phân nửa luôn. Mấy năm trước thì bảy không có sách, không có làm đồ ăn đem lại bạn, có 2 năm rồi. Tại vì năm nào cũng hẹn nhau là cuối tháng 4 các bạn, là ăn barbecue ở nhà bạn của anh chủ á. Bữa năm nay là bảy đi bảy quay cho các bạn coi, nhưng mà để mấy anh chị đó có chịu cho quay không? Không chịu cho quay thì bảy quay đồ ăn. Bảy nói anh chủ năm nay đi bảy quay, bữa quay video nè. Có mấy lần trước bảy quay bảy đưa lên Facebook không? Bạn anh chủ đi về Việt Nam là phái lắm bạn, thích món ăn Việt Nam lắm, thích ăn ăn ốc nữa. Nói chung là hải sản ở bển là rẻ hơn ở đây các bạn ơi, ở bên đây hải sản mắc. Một cái dĩa xôi này vậy đó là nhiều lắm đó các bạn, chứ không phải là ít đâu nha. Cơm này với nếp nữa. Bảy ít có ăn lắm, nhưng mà bảy ăn một lần là bảy ăn tại ăn cái này á bạn nặng bụng á, cho nên ăn cái mấy món khác không được, đó là lý do là bảy không ăn đó. Mà ăn một cái là nghiện luôn, mất ngay là phải ăn hoài đó các bạn. Mà làm cái gì các bạn ơi cũng có đam mê á, mình là nấu đồ ăn cũng vậy nè, đam mê với lại mình làm mà mình có tâm mới là ngon các bạn ơi. Còn mà mình nấu đồ ăn mà mình nấu mà không có tâm là không ngon. Anh nhỏ hồi đợt rồi á làm vịt quay nè, ảnh lên ảnh cũng cắn cắn vài cái, ảnh thầm phái cái nước sốt này các bạn, tại vì nước sốt này ngọt ngọt mặn mặn á, ảnh thích. Nó khô nhưng mà nó mềm lắm bạn, nó khô cái da nó không có bị ướt. Đam mê cái gì chứ đam mê nấu ăn là cực lắm bạn ơi, tối ngày trong bếp không à. Mà cũng được, không biết mà tối ngày ở nhà không cũng được. Anh nhỏ thì anh không chịu ở nhà bạn ơi, ở nhà chút là anh buồn chán rồi đi ra ngoài. Ăn cái này là phải ra tay mới được.
Cái hành phi này nè, bảy mua chứ không phải ở nhà bảy làm mà hết rồi. Để tới tháng tháng tư quá. Tháng tư mà gãy thu hoạch là bảy làm mới. Nhưng mà mua cái này ăn cũng ngon, cũng giòn, cái loại này giòn. Kiếm mấy cái xương xương cảm các bạn ơi, cái nước chấm cái thịt nó thấm quá trời ngon. Trong một năm các bạn, cái mùa này là cái mùa bảy thích nhất nè. Bây giờ các bạn đi ra đường ở chỗ nào cũng thấy bông thấy hoa hết, cho bắt đầu nó nở từ đây tới tháng 5 nó bắt đầu nở rộ dài dài. Để vài bữa mới đi với quay đi công viên kia quay bông bướm mê cho các bạn coi thử, mà không biết có lạnh quá không. Trời gió quá, bạn đi ra ra đường bạn ngán bạn ơi. Trời gió lạnh lắm. Mấy hồi tối rủ anh nhỏ đi rồi. Anh nói anh có hẹn với bạn ảnh rồi, không biết làm sao. Không biết ảnh chơi đi không. Anh chủ ăn xôi này á là chỉ là ăn xôi cây hăng, xe cây hăng thôi chứ xôi không thì cũng không ăn nữa bạn ơi. Xe cây hăng là giống như là xôi xôi đậu đỏ của mình bên Việt Nam vậy. Cái xôi đó đây người ta nấu vậy, người ta ăn với muối mè. Ăn vịt quay nè các bạn, ăn với cái dưa chua này vô nó dặn xuống. Cái nước này chan xôi ăn là đúng luôn. Toàn là cái nước trong vịt nó ra. Cái này đợt bảy làm bảy cho hàng xóm ủa Diễm Diễm mày làm cái gì à, cái nước này mày làm cái gì mình ngon quá vậy, hàng xóm khoái lắm. Nấu đồ ăn riết thì cho hàng xóm riết, cái hàng xóm quen mùi luôn bạn. Nấu mà hàng xóm mình có đi ra ngoài đường á là bay mùi ra là hàng xóm biết bảy nấu gì đó. Bảy ăn cái này bảy chấm với cái nước này ghiền luôn bạn ơi, ngừng không được luôn, mất ngay. Các bạn thấy cái dĩa gì đây chứ không phải là còn nguyên đâu nha các bạn, nhìn nè, để anh bảy quay qua đây mấy cho các bạn coi nè, cũng gần hết cái dĩa rồi đó. Hơn phân nửa cái dĩa luôn này, ăn mất ngay quá. Ăn cái này xong mày no rồi.
bảy bảy ăn chậm các bạn ơi, bảy ăn nhanh bảy ăn không được, cho nên bảy ăn từ từ. Bảy quay cái này á, bảy ăn từ từ với bảy ăn nhanh bảy không được, bảy ăn mà hết nhiêu đây á là mấy tiếng luôn đó. Thôi thì giờ bảy sẽ kết thúc cái video ở đây. Bảy cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video của bảy, hẹn các bạn vào cái video sau. Bye bye.